Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải quyết bài tập tìm số đảo ngược của số nguyên dương n. Vậy thì cái số đảo ngược của một số nguyên dương n là gì? Thì mình sẽ xét một cái ví dụ như sau. Ở đây mình đưa ra một cái ví dụ là n bằng 1, 2, 3, 4, thì cái số của đảo ngược của nó sẽ là 4, 3, 2, 1, đúng không ạ? Nên tức là nó đảo ngược trái thành phải, phải thành trái. Thì ý tưởng của bài này thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên thì mình sẽ tách từng cái chữ số của cái số n này ra. Đấy, và sau đó sắp xếp lại. Đấy. Thì để tách các chữ số ra thì mình dùng cái phép chia lấy dư, đúng không? Ví dụ như mình sử dụng một cái biến k này bằng sẽ bằng n phần trăm cho 10 thì nó sẽ cho ra kết quả là 4, đúng không ạ? Đấy. Và tiếp tục như thế để tiếp tục sang cái số 3 này, thì lấy số 3 thì mình cũng sử dụng cái công thức n bằng n chia cho 10. Đấy. Thì nó sẽ chia nguyên và lấy được cái số này. Đó. Sau khi lấy được cái số 1, 2, 3 này thì nó sẽ quay lại tiếp tục tính cái lấy dư này, tính cái k này để nó tiếp tục lấy cái số 3 này. Đấy. Vì nguyên tắc là như vậy. Và sau khi đã lấy được các cái số đó thì sẽ tiến hành sắp xếp lại. Thì chi tiết thì mình sẽ viết code như sau. Đây. Đây là cái bài tập tìm số đảo ngược của số nguyên dương n. Ở đây thì mình đã viết sẵn một số cái thư viện và một cái số cái cấu trúc chung của nó. Thì đầu tiên mình trong cái hàm main thì mình sẽ khai báo một số cái biến cần thiết như là cái biến n rồi và một cái biến chạy y. Xin lỗi các bạn, vì ở đây mình sử dụng cái vòng lặp sẽ sử dụng cái vòng lặp do while nên là mình sẽ không cần thiết đến cái biến chạy y này. Và thay vào đó thì mình sẽ gán một cái biến số nghịch đạo. Đấy, và mình cho cái giá trị khởi tạo của nó ban đầu sẽ là bằng 0 luôn ạ. Rồi, sau khi đã khai báo thì ta tiến hành nhập vào cái số tự nhiên n. Đấy, ở đây thì mình sẽ đặt là nhập vào n, đúng không ạ? Sau khi nhập thì mình sử dụng một cái câu lệnh scanf. Vì n là một số nguyên dương nên đó sẽ là phần trăm d và đây sẽ là và n, đúng không ạ? Sau khi đã nhập vào từ bàn phím thì ta sử dụng một cái vòng lặp do while. Thì cấu trúc của vòng lặp do while là như này. Đấy, và đây là câu lặp while, lặp while, đúng không ạ? Và cái biểu thức ở trong cái vòng lặp while này nó sẽ là gì? Đây sẽ là n bằng n n này thì nó sẽ bằng n chia 10. Đó. Các bạn có thể viết như này thì nó cũng tương đương với n bằng n chia cho 10, đúng không ạ? Đấy. Và ở trong cái vòng lặp do này thì mình sẽ làm gì? Đấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ gắn cái số nghịch đạo này chính là bằng số nghịch đạo nhân cho 10 và sau đó sẽ cộng với cái n phần trăm 10. Đấy. Vì sao mình lại viết như này? Đúng không? Vì đây là cái công thức tính cái số nghịch đạo của một số, đúng không ạ? Thì sẽ bằng cái số nghịch đạo sẽ bằng cái công thức như này để tính. Với cái n phần
n phần trăm 10, đây chính là cái cách để tách cái số đó, tách cái số, tách từng chữ số của cái số ban đầu ra, đúng không ạ? Và cái trong cái vòng lặp while này thì nó là cái biểu thức điều kiện của nó sẽ là n chia cho n bằng n chia 10, tức là gì? Tức là n bằng n chia 10, tức là nó sẽ đi lần lượt từng chữ số như này. Ban đầu khi sau khi nó đã lấy được cái số 4 này, đúng không ạ? Thì nó sẽ tiếp tục lấy cái chữ số 3 này bằng cách chia nguyên. N lúc này sẽ bằng cái số n ban đầu chia cho 10, tức là lấy 1 3 thì nó sẽ cho ra kết quả là cái số 1 2 3. Đúng không ạ? 1 2 3 và nó khi nó chia cho 10 thì nó sẽ cho ra kết quả là số 120, đúng không ạ? 120. Và sau đó nó sẽ tính được cái số k này. Đó. Nó cứ làm như vậy để nó lấy từng chữ số như này với đó, từng chữ số của cái số này, đúng không? Thì đấy là cái công dụng của cái while này, đúng không ạ? Rồi. Sau khi đã viết xong cái vòng lặp do while thì ta in ra cái chữ số nghịch đạo. Đúng không ạ? Đây mình sẽ là số nghịch đạo là, đây sẽ là phần trăm d, và bên ngoài ở đây sẽ là số nghịch đạo, đúng không ạ? Rồi, và sau đó get và return. Rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ví dụ ở đây mình nhập cái số n là 123. Đấy, cho các bạn dễ hình dung và dễ biết ạ. Thì cái số nghịch đạo của nó là 321, đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Bây giờ mình sẽ thử là 3456 đi ạ. Đấy. Thì số nghịch đạo của nó sẽ là 6543, đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái cách dùng để tìm chữ số nghịch đạo của một cái số nguyên dương n, đúng không ạ? Và ở cái bài tập này thì các bạn cần lưu ý đến cái cách dùng để tách từng chữ số của một chữ số ra. Đấy. Như cái công thức n bằng n chia 10 đấy ạ. Và cái công thức n phần trăm 10 đó. Đấy. Thì trên đây là cái bài tập tìm cái chữ số đảo ngược của số nguyên dương n. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.